Thanh Hải kính chào quý vị và các bạn, và sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai 27 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng rìa xa phía đông nam của vùng áp thấp nóng phía tây. Trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía tây. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh phổ biến là mây thay đổi đến nhiều mây, về đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, chiều tối có thể có mưa rào và dông một vài nơi đến rải rác, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Cụ thể tại các khu vực như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, về đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 13 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Tiếp đến là khu vực phía đông của tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này, thời tiết tạnh ráo, không mưa, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông một vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 18 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Còn tại khu vực phía nam của tỉnh, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ở khu vực này, chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, chiều tối thì có thể có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 19 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam của tỉnh, bao gồm các huyện Đạo Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này, trời mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ban ngày trời nắng oi bức, chiều tối sẽ có mưa rào và dông một vài nơi. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 22 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên thì có nắng nóng cục bộ. Trong ngày mai và ngày 28 tháng 3 thì khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngoài ra, ở khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây nên tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân cần hết sức lưu ý. Còn khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo thời tiết tại một số khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.